Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 9 tháng 7. Hà Nội sốt xuất huyết, ho gà, viêm não đều tăng. Thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, ho gà, viêm não Nhật Bản tăng so với cùng kỳ năm 2023. Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 118 ca sốt xuất huyết, không có ca tử vong, tăng 34 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đã có 1.058 ca sốt xuất huyết, tăng so với cùng kỳ 2023. CDC Hà Nội nhận định thời tiết nắng nóng, mưa nhiều thuận lợi cho sự phát triển của muỗi và bọ gậy truyền bệnh. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp có số mắc tăng. Hà Nội cũng đã ghi nhận 11 ca mắc ho gà, tăng 3 ca so với tuần trước. Cộng dồn năm 2024 ghi nhận 162 ca mắc tại 28 quận, huyện, thị xã, không có ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2023. Trong tuần, Hà Nội cũng ghi nhận 1 ca mắc viêm não Nhật Bản. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện truy xuất nguồn gốc cho hơn 500 doanh nghiệp. Tin từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau 2 năm triển khai đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, đề án 100, thành phố đã thực hiện các hoạt động liên quan đến truy xuất nguồn gốc cho hơn 500 lượt doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đây là những doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố do các sở, ban, ngành cung cấp. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với 5 trên 7 nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc. Hiện đã có 61 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc các sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục này. Theo đó, đối với sản phẩm thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, có 47 cơ sở thuộc chuỗi cung ứng trên địa bàn thành phố tham gia. Đối với sản phẩm rau quả tươi, thủy sản đã có 14 cơ sở trên địa bàn sử dụng mã số, mã vạch tại Việt Nam áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn Việt Nam. Thị trường bánh trung thu khởi động sớm. Bước vào tháng 6 âm lịch, thị trường bánh trung thu đã rục rịch khởi động. Một số cửa hàng bánh đã bắt đầu trưng bánh trung thu lên kệ và thu gọn diện tích trưng bày các dòng bánh khác. Theo một số nhà sản xuất, hiện các bảng báo giá cũng như dòng sản phẩm chủ đạo đã được gửi đến khách hàng doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thị trường bánh trung thu được ghi nhận không tăng giá đáng kể và không có nhiều sản phẩm mới. Nhưng bù lại, có nhiều phân khúc cho người tiêu dùng lựa chọn. Các hương vị bánh hài hòa mặn, ngọt, chay mang đến những trải nghiệm tinh tế cho mọi khẩu vị của khách hàng tiếp tục được nhà sản xuất lựa chọn. Có thể kể đến những hương vị bánh được yêu thích nhất như thập cẩm Sài Gòn, thập cẩm sò điệp dầu nấm truffle sốt savour, trà xanh đậu đỏ hạt sen, màu tinh than tre trứng muối tan chảy hay dẻo hoa đậu biếc chanh dây hạt sen. Bên cạnh đó, dòng bánh nhân bọc nhân, nhân kim sa trứng muối vẫn được kỳ vọng sẽ có phản hồi tích cực thị trường. Tích cực phòng chống bạch hầu. Tính đến tối 8 tháng 7 đã ghi nhận một ca bệnh bạch hầu tử vong tại Kỳ Sơn, Nghệ An và một ca dương tính tại Bắc Giang. Hiện tại Nghệ An đã cách ly 119 người liên quan. Tại Bắc Giang, Sở Y tế đã cách ly ca bệnh và xử lý môi trường tại khu vực nguy cơ cao. Tuy nhiên, ca bệnh tại Bắc Giang đã di chuyển tới một số quán karaoke. Sở Y tế đã yêu cầu tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho các trường hợp chưa được tiêm đầy đủ các mũi vaccine có thành phần bạch hầu. Bộ Y tế cũng có văn bản cho biết trong trường hợp cần thiết, các tỉnh thành đề xuất nhu cầu huyết thanh kháng độc tố bạch hầu, tổng hợp gửi Bộ Y tế, vụ kế hoạch tài chính để thực hiện phân bổ, sử dụng. Liên Hiệp Quốc họp vụ Bệnh viện Nhi ở Kiev bị không kích. Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm họp vào ngày hôm nay 9 tháng 7 về vụ Nga không kích vào Ukraine hôm 8 tháng 7. Cuộc họp do Anh, Pháp, Ecuador, Slovenia và Mỹ yêu cầu. Trong đòn không kích lớn của Nga vào nhiều nơi ở Ukraine trong ngày 8 tháng 7, Bệnh viện Nhi chính ở thủ đô Kiev đã bị hư hại nghiêm trọng. Khoảng 36 người đã thiệt mạng, trong đòn không kích được đánh giá là nguy hiểm nhất trong vòng nhiều tháng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Nga. Ông Guterres nhận thấy vụ tấn công vào Bệnh viện Nhi và một cơ sở y tế khác là đặc biệt gây sốc, theo người phát ngôn Stephen Dujarric.
Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.